Chiều qua ngày 18 tháng 3 tại sân quần vợt, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh đã diễn ra các trận chung kết và bế mạc giải quần vợt tranh cúp các câu lạc bộ tỉnh Lào Cai năm 2023. Sau 2 ngày thi đấu, gần 100 tay vợt đến từ các câu lạc bộ quần vợt trong tỉnh đã tham gia tranh tài ở 6 nội dung gồm đơn nam, đôi nam nữ, đôi nam phong trào, đôi nam dưới 45 tuổi, đôi nam trên 46 tuổi, đôi nam lãnh đạo. Các tay vợt đã cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu hấp dẫn chất lượng. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, 6 giải nhì và 12 giải ba cho các vận động viên xuất sắc ở các nội dung thi đấu.